Xin chào tất cả mọi người đang xem video. Hiện tại thì tôi đang đứng ở cột mốc 95 của Việt Nam, sát với biên giới Trung Quốc. Nhìn sang bờ bên kia là Trung Quốc và cách nhau một sông. Và đặc trưng rất dễ nhận ra đó là bên bờ Trung Quốc thì kè rất là chắc chắn, và vài trăm mét lại có một cái chốt đấy. Đây là hình ảnh con sông Hồng. Hiện nay thì nước khá là trong xanh. Đấy, sau Tết thì tình hình dịch bệnh rất là căng thẳng nên cũng không có thời gian để đi dã ngoại rồi đi du lịch. Đấy, hôm nay mới có buổi đi chơi đầu tiên của năm 2022. Hôm nay hai cậu cháu sẽ đi tắm suối nước nóng và luộc trứng tại suối nước nóng. Đấy, ở khu vực của mình thì hiện nay chỉ có duy nhất một cái suối nước nóng duy nhất thôi, không có cái nào cả. Đây, gần biên giới luôn. Chúng ta sẽ phải đi vào trong bản khoảng 4-5 cây nữa mới tới. Đây là đường lớn này. Đấy, rất vắng vẻ, dịch bệnh. Thôi bây giờ mình đi mua trứng đi. Đi mua trứng xem là luộc thử xem có chín, trong cái suối có chín được trứng không. Ôi dô, đi sao được. Ôi dô, đi cả ngã bây giờ. Liệt đâu? Cái gì? Cái gì? Mẹ đi lên 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 sao được. Ôi dô, hỏng ơi. Mày ở như này á, tí mày lên kiểu gì? Đấy, tí lên đồng này quay, đang xong lại một phát lên đây luôn. Ui giời, không mà lên được cái dốc này. Cho tiền không lên được, tôi chết rồi. Hỏi xem có đường nào lên không, xem cái điên nào. Dân điên nào. Có đường mà. Ui, cây đa to nhỉ. Thế nhỉ? Dạ. Úi dồi, cây đẹp đấy. Dạ, rất to. Ai trời ơi. Ấy da. Đúng vậy nhỉ. Có vẻ là hơi nông. Mạch nó chảy ra góc kia nhau nhỉ. Mạch to lắm à.
vứt rác nhiều quá bận. À, công việc trước tiên là phải đi dọn hết rác sạch sẽ xung quanh khu vực suối này, rất bẩn, sạch đi. Bởi vì là rất nhiều người ra đây tắm không có ý thức dọn dẹp vệ sinh, nó bẩn quá. Hôm nay mình phải đi dọn hết chỗ này. Đây. Đấy, có cái rác xung quanh, có cái dầu gội đầu thì nhặt hết đi. Đấy, suối này tương đối là trong sạch nhưng mà căn bản là người vứt rác nhiều quá. Đây, hai cậu cháu dọn dẹp sạch sẽ, đốt rác đi sau đó mới tắm được. Ai lại để này, chết. Đấy, khu vực này thường xuyên có người dân ra đây tắm nhưng mà người ta không có ý thức dọn rác rưởi, vứt nhiều. Nhặt hết đi. Đây chỗ này còn có thắp hương cúng này. Nhưng mà xung quanh thì mỗi người đến vứt một cái rác xuống. Thế là thành một cái bãi rác. Đấy, xung quanh có cái rác nào đấy trong góc này, chỗ này này, rất nhiều rác này, nhặt hết cho đây. Đây là bể tắm chung, vì thế là mọi người mang, mỗi người một gói dầu ra đây. Đấy, sau khi gội đầu xong thì vứt luôn, không ai chịu dọn dẹp. Rất là bẩn. Để tắm được thì mình phải dọn sạch sẽ đi cho nước mình tắm được. Đấy, đây là trên hòn đá này còn này. Đấy, dọn hết dầu gội. Đây, sang bên này. Đây này, trong này là các kiểu quần áo rồi, dầu gội đầu, nhặt hết đi. Đây, đây, đây. Vớt hết cái bẩn lên đi. À? Cái xanh xanh là rêu của cái... Đây, cho hết vào đây. Ủa, chỗ này nóng lắm. Nước thì cực nóng. Mùa hè thì trong xanh. Mùa này thì có vẻ ít nước hơn nhưng mà bây giờ mà có ai mà xây chỗ này quay lại này, đúng không? Giữ gìn chỗ này. Chỗ này tắm thì sướng luôn. Cả khu vực này mới có một cái nguồn nước nóng mà lại làm bẩn thế này. Đấy, dọn sạch cây xong tí cậu cháu mình tắm nước đây, dưới đáy còn kìa, dầu gội đầu kìa. Dọn sạch hết đi. À, bây giờ chỉ xây bờ vòng tròn này thôi. Xây gạch vòng tròn, sau đó là giữ vệ sinh xung quanh. Ở giữa thì để đá tự nhiên để nước nó mạch nó lên. Đây này, trong này còn rác này. Đi nào. Nhặt hết đi. Đã mất công nhặt thì vệ sinh nó sạch tí, cháu mình tắm nó sướng. Đây, có cái giấy bóng nhặt hết. Góc bên kia kìa. Góc bên kia. Đấy, góc bên kia còn.
cái chết bờ ấy, còn cạnh kia. Đây chỗ này này. Đấy, sau một hồi dọn dẹp thì xung quanh rác rưởi đã tương đối sạch sẽ rồi. Đây, này đang lấy áo vớt rêu, nó chảy ra đây đi. Kéo nó ra hẳn đây này. Đấy, rêu. Cái đèn này là rêu ở đá thôi. Bây giờ phải khơi sạch cái rêu, sau đó đắp lên. Đắp cho nước nó nhiều và mới tắm được, hiện tại là hơi nông. Đây, cái này, đứng chỗ này này. Vớt được, vớt vào đấy. Vớt xong hất lên bờ. Cho nó sạch sẽ hẳn, tắm cho nó thích chứ. Mất vệ sinh quá. Đây này, rêu này. Đấy. Rêu này nó mọc trên đá thôi mà. Ui, nước tương đối nóng. Đắp nhá. Thế anh đắp đi. Đây nó có cái đường chảy ra này. Bây giờ sẽ đắp lên cao tí cho nước nó dâng lên. Nước lên cao thì tắm nó mới thích chứ. Đây nông quá. Độ sâu khoảng được 50. Bây giờ mình sẽ cho nó lên 7-80 tắm cho nó thích. Đây mạch nước nóng này thì trong cái lòng núi này chảy ra này, mạch nước này chảy tương đối to chứ nhỉ. Ở dưới này, đây là trên này là những viên đá nham thạch. Chắc ngày xưa đây có núi lửa gì đấy, nó phun lên. Bây giờ còn nham thạch. Đây toàn những viên đá rất lớn, nham thạch. Đấy. Đá nóng chảy. Và dưới ngầm này là mạch nước nóng. Rồi Tiến ơi, bây giờ đi đắp kia cho nó cao lên. Đi đi đi. Trước này mà bây giờ mà xây được cái bờ lên đây, sau đó trên này trồng hoa này. Đấy, trồng hoa xây bờ lên đây. Bên cạnh này thì là một cái mặt bằng để cho mọi người ngồi nướng gà, nướng cá này. Thì thôi rồi nhờ. Đấy, hiện tại thì là của tự nhiên thôi. Ai thích tắm thì tắm, ai thích xả rác thì xả. Chưa có ai quản lý chỗ này. Đấy, nhà mình mà gần đây mình ra mình xây nhỉ. Xa quá. Đây trên này là toàn đá nham thạch. Đấy, cho viên chỗ này trước. Chỗ này xong rồi cho vào khe một viên. Đấy, cho cái viên này bé vào khe này. Nằm nghiêng khe này, không đắp cái to này. Đấy, cho nằm thôi. Đấy, xong đắp to lằn vào đây. À, ra. Ở trên đây. Đấy, ui nóng phết. Cho nó nghiêng đây. Đấy. Cho thêm mấy viên nữa đi, vẫn chưa lên được. Nó phải có cái gì bịt vào cơ. Cái túi bóng nhỉ, nhét vào cái mấy cái lỗ ở dưới nhỉ. Đấy, sau đây đắp xong rồi thì đợi khoảng 10 phút. Bắt đầu mới nhảy xuống để bơi.
Đây, đang khá sạch sẽ này nhỉ. Đây, hai cậu cháu dọn dẹp khá sạch sẽ. Trên bờ không còn rác nữa. Đấy, để thành cái bể tắm. Nước bốc khói này. Ui dồi, nóng đấy. Rồi, sau đây nhảy xuống nước thôi. Ui dồi, ui nóng lắm. À là là, đưa trứng. Và xem nhiệt độ xem đây có luộc được trứng không. Đấy, mua sẵn ít trứng rồi. Đây hai quả bỏ sẵn từ nãy rồi. À bê tiến đây, cho xuống dưới nào. Nhìn nóng không? Ui, nóng mà. Nóng đấy. Xem trứng nó có chín được không. Ê, hai quả để nãy giờ rồi. Hai quả trứng. Nhưng không nóng mấy đâu. Nó cứ ngâm đây xem nào. Xem nó có. Cho hết vào trong đấy. Thích luộc được trứng không? Đây là cái mạch nó chảy ra. Ngoài nóng không? Ui, chỗ này cũng nóng đây nhưng mà chỗ này nóng đấy. Cho cái rác lên đi. Cho cái túi lên này, túi bóng này. Túi bóng lên đi. Chín trứng không? Cái này không chắc không chín được không? Này tí nữa cho vào túi bóng luộc. Ơ cái túi bóng mày vứt đâu ấy? Đừng có vứt lung tung tí nữa. À, nóng lên, lắm đấy. Nóng lên. Ấy. Ôi. Ôi. Nóng quá. Chỗ này ngày xưa chắc núi lửa phun dưới này đấy nhỉ. Đá nham thạch này. Toàn nham thạch hết. Thì nó mới có mạch nước nóng. Toàn cỏ quả đôi này còn. Còn đá này. Đá này nóng chảy đấy. Đấy. Chưa trưa nhưng mà lại nhiều người tắm hết. Cứ tưởng ít người thì chưa. Đấy, vừa dọn sạch khu này. Nóng đấy. Ui. Nóng đó. Cái này nước nó phải tầm 50 độ, 60 độ. À. Trời hiện tại đang là 10 độ nhưng mà dưới đây cực nóng luôn. Ngâm tí chín thịt đấy. Nóng đấy. Ui. Cái này không có ai quản lý ra nhỉ? Ai quản lý đâu. À, cái này chỗ này xây cái bờ đẹp đẹp tí làm sạch như tắm. Thực ra là người trong này với người trong trường trong phố đó. Toàn người mông người mông. Bây giờ phải xây một vòng quanh này cho nó sạch, cho lên trên bờ lắng sạch sẽ tí như là người tắm nhá. Chỗ này làm mua hết rồi. Chắc làm du lịch tí nữa. Đây, cho quả trứng vào đây. Mang đi suối luộc thôi. Đấy. Nước này không luộc được. Không luộc được. Gần chín rồi. Cái này không chín đâu. Ở chân trứng ấy. Trứng trần.
Bây giờ để cái túi này cho lửa đốt. Rồi làm tí nước. Rồi ra suối nướng thôi. Được rồi, xem nào. Ôi giời ơi. Thanh niên tắm xong. Tắm xong bị say. Say nước ngã đâm đầu cục đá này. Rơi cái rãnh. Được rồi. Đấy. Tắm lần đầu cẩn thận lên đập đầu vào đá chết đấy. Say đấy. Thôi đi qua thế này cho nó đỡ đỡ. Ui, tắm nước nóng xong bây giờ nó lạnh thế. Ui, mát thế. Này vừa tắm suối nước nóng xong ra suối nước lạnh. Lạnh thế, cẩn thận mày lại ngất ở đây nhá. Ây hoa. Lạnh. Cảm ơn. Đây, lấy củi. Nướng xúc xích để luộc trứng này. Đây. Này vừa tắm suối nước nóng mà bị say ngã. Tí đập đầu vào đá. Rồi bây giờ chuyển ra suối nước lạnh. Vừa tắm thì đông người quá, mình dọn dẹp sạch sẽ xong. Người ta đến người ta tắm đông. Mình nước bẩn quá mình phải đi. Đấy, bây giờ đi kiếm củi để luộc hộp trứng này. Đấy, bây giờ không mang nồi phải luộc qua túi bóng thôi. Rồi, bữa trưa mang trứng đi luộc nhưng mà thành trứng nướng. Đấy, xoay đi, xoay đi. Đã luộc qua ở suối nước nóng rồi, bây giờ chuyển sang nướng. Đấy. Đấy. Trứng nướng, bánh mì, xúc xích. Đây. Pha bột canh nha. Buổi du xuân đầu tiên của năm 2022. Đấy, này là đi tắm suối nước nóng. Đây. Ngoài trời thì không có tí ánh nắng nào hết. Vẫn rét. Đây. Đấy. Nướng trứng. Đây à. Đây ông này buổi sáng tắm ngất, tí nữa đâm đầu vào đá. Chết rồi. Lần sau mọi người đi tắm cẩn thận, không quen lần đầu xuống là nhiều người là ngã. Dân nó bảo là say nước. Đấy, lần đầu tắm hoặc là tắm lâu quá lúc mình đứng lên là nó say. Ui, trong này xa đi. Đây ra ra. Nứt đấy, vỡ đấy. Cho xa thôi. Nướng trứng thì nướng xa. Gần quá nó nổ luôn. Đấy. Khi nào nó chín bắt đầu mới cho gần được. Hay à, đấy. Chín đấy, nổ. Đây, nướng mà ăn đi. À, bây giờ nướng nốt quả trứng này rồi ăn trưa rồi đi về thôi. Hai bốn sáu mua 8 quả dẫm vỡ mất 2 quả, còn 1, 2, 3, 4, 5, 6 quả trứng. May rồi dẫm không vỡ, vỡ hết thôi. Trưa này nhịn đói, hồi sáng mua được mấy cái bánh mì để tắm xong ăn. Lấy dao ra đây. Ra một cắt. Rồi xúc xích kẹp bánh mì và trứng nướng. Rồi mời tất cả mọi người ăn nhá. Ăn xong thì hai cậu cháu đi về đó.